Ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã nhận được một đơn trình báo của anh NHN, sinh năm 1984, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo về việc bị NVA, 27 tuổi, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo anh N, ngày 14 tháng 2, VA chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một cục thuộc Bộ Công an. Sau đó, VA tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để chiếm đoạt lòng tin của anh N và lừa tiền. Trong đơn tố cáo, anh N cho biết, VA sử dụng các thủ đoạn như giả mạo tổ chức sự kiện, mượn tiền để xoay sở cho công ty đang kinh doanh, mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn trả nợ. Vụ việc đã được anh N tố cáo bị VA lừa 1,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi tìm hiểu, xác định việc anh N chuyển tiền cho VA diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, không thuộc thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh Bắc Giang. Do vậy, công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N gửi đơn đến công an tỉnh Bình Thuận và công an thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo quy định. Liên quan đến NVA, mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng do chị NL chia sẻ tố cáo về việc cô gái có ngoại hình ưa nhìn này lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi. Cụ thể theo chị L, năm 2018, VA đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò và qua lại với em chồng chị. Cô gái 27 tuổi nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ và đắt tiền. Đổi lại, cô gái này thường xuyên vay tiền của gia đình chị, từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Chị L còn cho biết, đám cưới giữa VA với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, chị L cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của VA cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng để làm màu, thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản. Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị VA lừa là khoảng 17 tỷ đồng. Chị L cho biết, thời điểm trên, chị không tố cáo VA vì VA nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L phát hiện VA tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nên chị quyết định lên tiếng. Câu chuyện của chị L sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, dù chưa rõ thực hư, song đã gây xôn xao dư luận. Nhiều tài khoản cho rằng nếu câu chuyện có thật thì cô gái tên VA quả là một chuyên gia lừa đảo như trong phim. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an tỉnh mới chỉ nhận được là đơn tố cáo của ông N.H. Còn câu chuyện cô gái lừa đảo 17 tỷ đồng, công an vẫn chưa nhận được thông tin nào ngoài việc tố cáo trên mạng xã hội.